Thưa quý vị, cập nhật tình hình về cuộc xung đột ở Trung Đông vào dạng sáng ngày hôm nay, 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Iran đã khởi đầu cuộc tấn công trả đũa vào Israel. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thông báo về việc phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa tầm xa vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Đồng thời, quân đội Israel xác nhận rằng Iran đã phóng máy bay không người lái UAV hướng về phía Israel. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng hơn 10 giờ tối qua ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, tức khoảng hơn 2 giờ sáng nay ngày 14 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Dự kiến, các máy bay không người lái của Iran sẽ tiếp cận không phận Israel sau khoảng 2 đến 3 giờ. Đài phát thanh Israel thông báo rằng đã áp đặt lệnh cấm bay trên toàn bộ không phận của họ. Trước đó, vào tối qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã khẳng định rằng hàng chục máy bay chiến đấu của Iran đã được xuất kích và đang bay trên bầu trời để chuẩn bị cho cuộc tấn công từ Iran. Trong phản ứng mới nhất, chính quyền Mỹ xác nhận đã nhận được thông báo về việc Iran tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel. Một người phát ngôn từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nhận định rằng cuộc tấn công của Iran có thể kéo dài trong vài giờ. Quân đội Israel đã xác nhận rằng Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái hướng về phía lãnh thổ của họ. Trong đêm qua, nội các chiến tranh Israel đã tổ chức phiên họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về các biện pháp đối phó. trong những năm gần đây và đặc biệt là những tuần gần đây israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp từ iran hệ thống phòng thủ của chúng tôi được thiết lập tốt cho phép chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống cả phòng thủ lẫn tấn công chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của hoa kỳ cùng với israel cũng như vương quốc anh pháp và nhiều quốc gia khác tôi đã thiết lập các nguyên tắc rõ ràng chúng ta sẽ tự bảo vệ mình khỏi mọi mối đe dọa và hành động một cách bình tĩnh và quyết tâm trong khi đó, truyền thông Iran thông tin rằng đợt tấn công chính sẽ bắt đầu ngay sau khi các máy bay không người lái tiếp cận lãnh thổ Israel trong đợt đầu tiên. Đáng chú ý, một số nguồn tin khu vực cho biết các nhóm vũ trang ủng hộ Iran tại Liban, Syria, Iraq và Yemen cũng tham gia vào cuộc tấn công nhằm vào Israel. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này, giới chức Iraq đã quyết định đóng cửa không phận của họ và đình chỉ toàn bộ hoạt động hàng không. Tối qua, cơ quan hàng không dân dụng Jordan cũng đã thông báo dừng toàn bộ hoạt động bay trên không phận của họ với lý do lo ngại về an toàn bay trong tình hình căng thẳng. Cũng lúc đó, truyền thông trong khu vực cho biết nhiều nhóm vũ trang đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Israel song song với Iran. Quân đội Israel đã thông báo rằng hệ thống radar phòng không của họ đã phát hiện một số máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Yemen và hướng về Israel trong đêm qua. Đồng thời, thông tin từ truyền thông khu vực cho biết, lực lượng Hezbollah tại Liban cũng đã phóng hàng chục quả tên lửa vào khu vực phía bắc của Israel. Động thái quân sự từ các quốc gia có các nhóm vũ trang thân Iran nhằm vào Israel được ghi nhận ngay sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, thông báo về việc tiến hành một cuộc tập kích lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào Israel. Cuộc tấn công này được thực hiện nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán của Iran tại Syria vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Theo đài ABC của Mỹ, Iran có thể đã phóng từ 400 đến 500 quả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel. Trong bối cảnh này, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã phát đi thông báo bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng trong khu vực và kêu gọi các bên hạn chế tối đa hành động của mình để không để tình hình trở nên không kiểm soát. Cùng ngày, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran vào Israel là một sự leo thang chưa từng có. Trên mạng xã hội X, Ông Borrell viết rằng, EU lên án mạnh mẽ cuộc tấn công không thể chấp nhận được của Iran nhằm vào Israel. Đây là sự leo thang chưa từng có và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của khu vực. Các đoạn phim giám sát đã ghi lại cảnh hàng chục tên lửa bị phá hủy trên bầu trời giữa Israel và Liban. Hãng tin Reuters cũng trích dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết đã xác định có khoảng 40 vụ phóng tên lửa đi qua lãnh thổ Liban trong đêm trước đó. Tuyên bố này cũng cho biết hầu hết các tên lửa đã bị phá hủy, trong khi số ít còn lại rơi xuống khu vực không dân cư và không gây thương vong. Israel không chịu trách nhiệm về cuộc không kích đã xảy ra, dẫn đến cái chết của chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Kurd ở nước ngoài thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran và 6 sĩ quan khác. Trong khi đó, Tehran đã cam kết nhiều lần sẽ trả đũa tương xứng. Vào ngày 12 tháng 4, quan chức Mỹ đã nhấn mạnh về mối đe dọa thực sự và đáng kể về một cuộc tấn công tiềm ẩn của Iran nhằm vào Israel, mặc dù không tiết lộ thông tin chi tiết về thời gian cụ thể. Ngay sau khi hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Iran được phóng vào lãnh thổ Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu để đánh giá tình hình. Ông cam kết sẽ sát cánh cùng Israel bằng mọi cách khả dĩ trước các cuộc tấn công của Iran. Trên mạng xã hội, ông Biden đã chia sẻ thông điệp: "Tôi vừa kết thúc cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia để cập nhật về các cuộc tấn công của Iran vào Israel." Cam kết của chúng tôi với an ninh của Israel trước các đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ là không thay đổi. Trong khi đó, chính phủ Anh đã thông báo rằng họ đang triển khai thêm máy bay chiến đấu đến khu vực Trung Đông và sẽ can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công trên không khi cần thiết sau cuộc tấn công của Iran vào Israel. Bộ Quốc phòng Anh phát biểu: "Để đối phó với các đe dọa từ Iran và nguy cơ leo thang ngày càng gia tăng ở Trung Đông, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác trong khu vực để giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo." bộ quốc phòng anh cũng thông báo về việc chuyển thêm máy bay phản lực và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của không quân hoàng gia anh đến khu vực đức cũng đã cảnh báo về nguy cơ hỗn loạn nếu có một cuộc tấn công từ iran vào israel ngoại trưởng đức anna lena Bebock đã lên tiếng trên mạng xã hội x chỉ trích cuộc tấn công và kêu gọi tehran dừng ngay lập tức bà bebok cũng khẳng định rằng berlin sẽ luôn ủng hộ israel Cuộc tấn công hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa của Tehran vào đêm 13 tháng 4 là một sự leo thang lớn trong cuộc chiến kéo dài giữa hai bên trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel, một hành động được cho là đầy mạo hiểm sau hàng loạt đe dọa trả đũa từ Tehran. Sau cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4, trong khi quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này tiếp tục bắn hạ máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel. Lãnh đạo Hạ viện Mỹ đã cam kết xem xét luật hỗ trợ Israel vào tuần tới. Theo thông tin từ hãng tin CNN, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 14 tháng 4 tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel. Quan chức này nói rằng, theo cam kết chắc chắn của Mỹ đối với an ninh của Israel, các lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục thực hiện việc này. Ngoài ra, quan chức này cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ vẫn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phòng thủ bổ sung và bảo vệ lực lượng Mỹ đang hoạt động trong khu vực. Trước đó, trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Israel thông báo rằng Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, tướng Hezi Havlevi và tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom, tướng Michael Eric Kurilla đã hoàn thành đánh giá toàn diện về mức độ sẵn sàng của IDF cho các hoạt động phòng thủ và tấn công trong mọi tình huống. Trong một diễn biến liên quan, cuộc tấn công của Iran vào Israel đã gây ra phản ứng nhanh chóng từ Quốc hội Mỹ. Đảng dân chủ kêu gọi chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra xem xét gói viện trợ nước ngoài mà Thượng viện đã thông qua. Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise cũng đã chính thức công bố bản cập nhật lịch trình của Hạ viện để xem xét dự luật hỗ trợ đồng minh Israel và buộc Iran phải chịu trách nhiệm mà không cung cấp thông tin cụ thể về luật đó sẽ như thế nào. Trong một tuyên bố, ông Scalise cũng cho biết dự luật hỗ trợ đồng minh Israel sẽ được Hạ viện Mỹ xem xét vào tuần tới và Mỹ sẽ yêu cầu Iran cùng lực lượng thân Iran phải chịu trách nhiệm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.